Hello các bạn. Trời ơi, nhìn kìa. Ủa chị đứng làm gì vậy? Mỗi năm á, là cái thời điểm này là mọi người sẽ xếp hàng ở đây rất là đông. Ngày thường để cho coi những hành đó, mà năm nay vì Covid cho nên không có những hành. Is on your right. Pike, please mark it. Turn left onto 4th Avenue North, then turn left onto Bell Street. In 1.6 miles at the roundabout, take the third exit onto 212th Street Southwest. Mỹ không có đẹp chứ lung linh mà ở Việt Nam đâu.
60 triệu, không thấy đâu giá. Christmas is here. Apple AirPods Pro hả, có 200 vậy? Bố cầm thử coi nó có nặng bằng cái con bữa trước của mình không? Đó, mọi người đi mua gà turkey. Giờ đông quá hả? Cũng vậy hả? Cũng vậy là rẻ hơn. Bữa trước con kia của mình 30. 100 nè. Ghê chưa? Giảm sao mua bịch bự dễ sợ không? 6.99 đâu có giảm đâu. Trời ơi, bự dễ sợ luôn ha. Mọi người đi chợ ngày lễ nè. Quay on sale 88 cent. Hello mọi người, bữa nay Thảo sẽ đi chợ để mua đồ chuẩn bị cho đêm Christmas. Vô chợ với Thảo nha. Thảo rất là thích chợ Winkle. Phát tiền dễ sợ. Quá là phát tiền đi. Em thì đã không mua ở đây, là sẽ vô Costco không mua. Em ở đây bán 97, 87, 1 đồng 27. Winco là mua là rau rác rẻ hơn mấy chợ khác nhiều. Chăm chiếc rồi bánh mì rẻ hơn quanh mạc nữa. Bánh mì này có 38 cent, này quanh mạc 50. Nó cà rốt cũng vậy, 5 sao có 2 đồng, rẻ hơn mấy chợ lớn bán quá rẻ đi. Chăm cũng vậy, đồng 28, quá rẻ đi. Green bean 98 cent. Thảo với mẹ vừa mới mua đồ xong cho các bạn coi xung quanh nha. Đây quá trời. Mọi người nãy đông lắm, bây giờ đỡ đông rồi. Bây giờ chuẩn bị đi ra kiếm tiền. Target mùa Giáng sinh, holiday decor under $10. Oh, festive chưa? Mọi người đứng rất là đông. Không? Đi xuống coi rồi đồ chơi đi. Mọi người đi mua quà Giáng sinh rất là đông cho con mình. Bây giờ chồng đi Best Buy để mua quà Giáng sinh cho Thảo. Trời ơi, xếp hàng kìa. Đâu có anh Dũng đứng đây để lấy đồ rồi mẹ. Đó, anh Dũng đứng đây. Ồ, nó giao hàng đây là nó giao hàng đó. Curbside pick up. Thank you. Yeah. ID không?
biển ở ngoài ăn à. Ở trong thì cũng xếp hàng, thấy không? Online order thì đến đây lấy. Trời sương mù với lạnh á, mà nhìn thấy cái fountain á thấy lạnh cọc 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 luôn. Ấy nó cái xong mày kia hả, nó kiếm cái cột kế bên nó đái liền đó. Mọi người ở ngoài ăn nè, quá trời đông vui, đông vui. Ủa sao đứng làm gì xì coi thôi, người ta treo người ta vé, treo vé. Thank you.
Các bác phải rửa được chiếc bơ mó hả? Sephora đã đứng đợi cách nhau 6 feet. Đông đúc ha, mọi người shopping đó, last minute đó, chỗ nào cũng xếp hàng để mới được vô đó. Đối với bên Mỹ như vậy là đông rồi. Hồi xưa chưa có dịch đó, cũng đông cỡ này thôi chứ không có đông hơn. Xuống nè, thấy ông lính đứng không? Mọi năm á là cái chỗ này á là họ sẽ có diễu hành vui lắm á, mà năm nay Covid á nên không có diễu hành nữa. Hai vợ chồng đi shopping cuối tuần cho Christmas. Giờ đi shopping nè. Đẹp quá. Lung linh. Đúng luôn á, như vậy đối với mình là quá đông, mà đông hơn nữa là bị ngợp rồi đó.
đây là Pioneer Square. À, quá đẹp nè, vậy là chụp đẹp anh hả? Hello các bạn, đây là Pioneer. Bỏ mặt nạ lên không? Hả? Bỏ mặt nạ lên cho đẹp không? Ok. Chụp tóc hả? Ừ.